Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là bắt đầu rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay nha. Thì thôi thì thế này, nói chung là các bạn có bạn nhắn cho mình nói là em đề nghị anh chơi bộ tool 3 lần rồi. Thì thôi, nói chung là các bạn đã muốn, thật ra trước đây thì cũng có nhiều bạn đề nghị mình chơi bộ tool rồi, nhưng mà mình nói là bộ đó nó không có hợp với cách chơi của mình, với lại mình thấy cái tính thực dụng của cái bộ đó nó không cao. Nhưng mà thôi, các bạn đã muốn mình chơi bộ tool tới mức này thì thôi mình cũng sẽ đáp ứng, nhưng không mình phụ lòng các bạn thì nó cũng không hay. Rồi thì hôm nay mình chơi bộ tool, nhưng mà này không phải bộ tool thuần túy nha, tại bộ tool thuần túy nó yếu quá, thành ra mình phải thiết kế lại nó một tí cho nó phù hợp với cách chơi của mình. Nếu mà các bạn vẫn thấy chưa hài lòng thì cho mình xin lỗi ha. Rồi ok, giờ cái này mình đánh đơn thôi nha các bạn, chứ mình mất công mình sợ mình quýnh 3 trận mà mình thua luôn, mình thắng 1 trận thua 2 trận thì kỳ lắm. Rồi. Nói chung là tốn 1000 máu, nhưng mà cái lá này bị phá là coi như mình tỏi luôn á nha các bạn. Rồi, cũng may lần này ra bài hơn đấy. I activate my spell card. Đó, không chưa gì thấy à. Đó, các bạn thấy chưa? Thiên quyến tới liền đó. I activate my spell card. À, trời, anh cũng chơi bộ tool. Cái này là bộ tool, đấu bộ tool à. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful because this card's a trap. Rồi, coi như mình hên đi. No way. A trap? Phá thế. What? Can't be. Whoa. Man, that was close. Too close. I end my turn. À không, cái lá tool này mỗi mà xài riêng không mình xài chung các bạn. Rồi vậy thì mình đè luôn. Rồi. Đó, vừa vô rồi mà các bạn thấy điểm yếu của bộ tool như nó phụ thuộc vào cái lá bài này. Mặc dù mình có 3 lá bài này rồi đó, nhưng mà thật sự mình không tin tưởng nó tí nào hết. Tại vì nói chứ cái lá này bài này chỉ cần bị phá một cái là coi như mình xong luôn. Sao bộ tool thuần túy nó yếu xìu à các bạn. Mình thừa biết là bộ này nó hay có con chuột này lắm. Con chuột này mình lại chưa có đủ 3 con. Mà thật ra có đủ 3 con thì mình cũng chả để tâm làm gì. Con này nó chỉ hợp với mỗi bộ tool thôi, chứ mấy bộ khác thì nó cũng không nhiều giá trị lắm. Rồi, ok. Thắng. Nhưng mà lần này mình thắng là tại anh Joy ảnh bèo thôi nha, chứ không phải tại mình hay đâu. Bản này thì hết bài mới rồi. Hey, hey. Rồi, ok. I know I can beat you this time. Ok, ok. Rồi, nói chung là để đáp lại tới một tập gì hiện quá ngắn đúng không các bạn? Thì ok, mình làm tiếp. Với lại để cho anh Joy anh có cơ hội anh gỡ nữa chứ tội nghiệp anh. Thua vậy anh không có phục. Bản này thì hết bài mới để mình lấy rồi, thành ra là các bạn cũng đừng mong chờ ra bài mới làm gì. Mình ít đánh với Joey nữa không vậy, mới đầu các bạn coi cái danh sách của mình tạo á, thì các bạn sẽ thấy là mình mới đầu mình đánh với Joey rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu mình chuyển qua mình đánh với Kai Bai, Yuli, rồi sau đó đánh với Maric nhiều hơn. Tại vì cái bản này cơ bản là mình chơi xong rồi. Rồi xong. Bộ tool này mà đụng phải mấy con kéo bài mà nó kéo mất mấy lá tool này chỉ có khóc luôn à. Cũng có con này nữa không. Rồi đây ông anh nè à. Ông anh nghĩ dễ ăn em vậy sao. Tất nhiên là giờ qua dáng mới thì anh này anh chuyển bộ bài khác rồi nha các bạn, không phải là bộ tool nữa. Để coi cái bộ tool đấu bộ khác nó có ngon hay không. Chứ mà bộ tool đấu với bộ tool như hồi nãy chẳng mình thắng thì chẳng qua tại anh bèo thôi. À, bộ được bộ giật bài các bạn ơi. Rồi giờ là hai thanh niên chơi giật bài gặp nhau rồi.
Em xin nhẹ 5 lá. Rồi xong. Ảnh bắn chết con này thì mình đạp chết một con của ảnh. Mình không được 5 lá qua đánh ra lá này, ảnh dùng con này hoài hồi mình cũng mệt đó. Hay đấy ông anh ạ. Đấu với bộ này thì các bạn đừng có chủ động đánh nhiều, đề phòng bị ảnh giật bài. Mà ở đây chúng ta phải đánh thấy nhu các bạn. Cũng may là mình thì cái người lại là chuyên đánh thấy nhu hơn là thấy cương. Rồi xong. Cương nhu hòa hợp thì hay là hay nhất, nhưng mà đối với trường hợp này chúng ta phải biết nhu. Rồi ok, Monterey Bone cái gì? Ông anh này ra chiêu hay hét sùm. Đúng thật cái ba ta ra ta hét chiêu nghe rất là uy, còn ông này ông khác nghe nó còn nít. Kiểu trẻ trâu ấy. Mà ông này trẻ trâu đùa đúng mà. Rồi lại xin của anh 5 lá nha. Rồi có khóa lá khóa bài đi luôn. Mà không, nó chơi với cái bộ giật bài mà đi kèm với lá khóa khóa công như này rất nguy hiểm nha. Mình không có dùng lá này tại mình không có thích nó, mình ít con, mình không có dùng nhiều mấy con ba sao các bạn thấy không. Thật ra là mình ít dùng cái lá này, nhiều bạn hỏi sao mình không dùng cái lá này đi thì thật ra là tại vì mình không có nhu cầu sử dụng thôi. Phá. Chứ không phải là mình không biết xài cái lá này. Nói chung mà các bạn chơi cái bộ mà khóa 4 sao các bạn chỉ dùng mấy con người máy để xài mấy cái lá bác sĩ cho biến tất cả hình này chiến binh á, để mà các bạn đánh đối phương thì nó ok. Hoặc là dùng cái bộ giật bài này, dùng cái lá này khóa công để mình giật bài của đối phương từ cũng được. Nhưng mà nhìn chung thì nó không cần thiết tới mức đó. Mình giật được toàn bài xịn. Hay. Rồi để coi anh chơi tới cái gì nào. I activate my spell card. À rồi, phong ấn chi thuật. Rồi anh phong ấn con này bình thường. Chào Boss Rider luôn à. Nhưng mà Boss Rider thì cũng xuống cái hố 25cm thôi các bạn ơi. Rồi ok, không sao. Rồi để mình lấy con Jinjo ra mình xài coi. No. And my turn. Rồi đè luôn. You're gonna tribute summon? Đó là hết xài trap. Và tất nhiên mình không ngu gì mình bắn con này để mình mất máu. Giờ mình cứ đứng vậy hoài hồi ảnh thua nè, tại ảnh ít bài mà mình còn 3-4 lá, ảnh còn mười mấy lá à. Thôi ảnh sẽ lợi dụng để ảnh giật bài của mình. Ảnh rút ảnh cà mau chết thôi. À rồi thủ đi. Rồi hạn chế tấn công luôn. Lá này đi với bộ giật bài cũng rất hợp. Nó tránh việc là chúng ta nó tránh việc mà chúng ta tấn công liên tục đó các bạn, để dễ mà nhiều khi nó trống chỗ này là chúng ta có thể hạ đối phương nhanh. Cái này nó ép chúng ta tấn công từ từ, cứ mỗi lượt thì ảnh giật của mình một lá các bạn. Nhưng mà chiêu của ảnh thì mình rành quá rồi, thành ra giờ mình kiên thủ không đánh. Mình ra hết bài rồi mới giật bài, dở lên gì không mình cũng tốn hết lá. Rồi xong giật được con summon của anh luôn. Con này nó đang ra thành ra là không có xài lá này được. Xnando không có xài được. Giờ đợi cái chổi nó ra thôi, bộ này mình không có lấy lá cụ phong. Giờ con này cầm bên tay cho vui thôi. Nó bắn bài qua đầu được nha các bạn. Mấy cái lá hệ tool đó là nó bắn bài qua đầu được. Trong trường hợp này thì nó sẽ được lợi. Oh. I end my turn. Nhưng mà phải tốn 500 máu nha.
đang dàn trận lãnh thủ rồi các bạn thấy không? Bản này thì nó tên là Copycat nhưng mà qua bản của Madrid nó tên là Phantom of Chaos. Anh có đánh đâu ra đó này làm gì? Giật bài cho vui nhà vui cửa thôi. Giờ lá này đâu có ra được đó các bạn không? Bộ tool nó bất lợi nhiều cái lắm. Mình cũng không có lấy lá đánh xuyên giáp vô nữa, thành ra giờ đâu có dùng được. Mà ảnh hết bài rồi. Giờ dụ anh đánh thôi. Rồi ảnh chịu rồi. Phải bỏ con này xuống luôn. Đã thấy dở rồi. Xài được mỗi cái lá này thôi. À, hết lượt thì mình ăn thôi các bạn. Ảnh thì không dám tấn công mình rồi. Ở đây không có lá bài này kêu dùng để tấn công cả. Xung quanh của ảnh mình cũng giật hết rồi. Mình lấy lá này cũng để cộng thêm tí máu nè, đề phòng mình dùng mấy con tool nhiều quá nó bắn hết máu của mình. Rồi xong phải bỏ xuống luôn. Giật bài mà mình ép ảnh phải bỏ bài xuống là ảnh thất thế đến mức nào rồi. Rồi con tool này vô. Nếu cái hôm nó không ra được cái lá tool world là mình hoàn toàn không dùng được bài luôn. Phải ra mấy cái lá tool nó bất lợi lắm. Bây giờ mong là các bạn đã thấy tại sao mình không dùng bộ tool này ha. Không phải là mình không biết cái hay của bộ tool mà vấn đề là tại cái tính thực dụng của nó không cao. Ví dụ con này summon nè, bây giờ trong trường hợp này mình đè con summon lên đây rồi con summon khác mình đè lên cái bình này cũng được rồi các bạn thấy không. Nhưng mà giờ nó là con tôi thì phải có lá tôi đến đây mình mới đè nó được. Vậy đó là quá bất lợi. Được mỗi cái bắn bay qua đầu thôi mà. Về cơ bản cũng có nhiều con thường có khả năng bắn bay qua đầu. Cần gì phải dùng bộ tôi đâu. Đó mong là sau tập hôm nay thì các bạn sẽ không nói mình chơi bộ tôi nữa. Tại cái bộ này nó không hợp cách chơi của mình. Còn bạn nói chung là mình mong là các bạn cũng sẽ kiếm được một vài cái kênh khác mà nó có bộ tôi. Ngoài ra thì có cái bạn thì nói với mình chơi bài với cái anh Bakugan này. Cái anh mà tóc trắng á. Không phải cái anh mà kiếp trước làm trộm một mình ông nhớ nhân vật đó tóc trắng hay là tóc tím rồi nữa. Xin lỗi các bạn tại lâu quá rồi không có coi. Nhưng mà tại cái bản đó thì mình chưa có bạn tải game.org là nó chưa có cập nhật. Mình thì mình không dám tải từ bên ngoài tại mình sợ là nó sẽ không tương thích với mấy cái bản mà mình tải của tải game.org về. Nó câu mà mình phải cày lại từ đầu nữa. Có dù như các bạn tải được cái bản Bakuga mà nó tương thích với mấy cái bản này luôn á thì nó sẽ được dễ lợi hơn. Lúc đó thì bài mình nó sẽ cập nhật qua luôn. Mình không cần phải chơi, không phải cày lại từ hồi một sau thì khổ lắm. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bất Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.